Thưa quý vị, một số thông tin về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với các ban Hội đồng Nhân dân, với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Các ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức, Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Văn Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị, thành phố đã phát biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo báo cáo đầu năm đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành 15 chuyên đề giám sát, 8 chuyên đề khảo sát, trong đó có 2 chuyên đề giám sát và 7 chuyên đề khảo sát phát sinh. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát về việc nạo vét tận thu cát tại các hồ chứa nước của tỉnh, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc quản lý tài sản công tại các bệnh viện, trung tâm y tế, công tác phòng chống cháy nổ tại các chung cư, chợ. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm rõ kết quả, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất kiến nghị những vấn đề vướng mắc cần quan tâm giải quyết với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan nhằm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân cấp huyện và Hội đồng Nhân dân cấp xã đã có nhiều nỗ lực để đưa hoạt động của Hội đồng Nhân dân ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát, phù hợp với nguyện vọng cử tri. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có những hạn chế cần khắc phục. Ngoài những nguyên nhân khách quan như các cơ quan chuyên môn chưa cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, thì một số đại biểu Hội đồng Nhân dân chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử. Vì vậy, để phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, các đại biểu cho rằng cần sâu sát thực tế, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực, sát đúng với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đôn đốc, giám sát cho đến khi các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng Nhân dân sau giám sát. Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp theo Nghị quyết 09 ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, cơ quan giúp việc cho Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần phát huy ngày càng tốt hơn quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thứ nhất là luật quy định của chúng ta có 5 chức năng và chúng ta có 5-9 nhiệm vụ phải làm, nhưng toàn là những nhiệm vụ phải rất là phức tạp. Trong khi đó thẩm quyền của chúng ta đó là thẩm quyền tập thể, không phải thẩm quyền cá nhân. Vì vậy cho nên toàn bộ tất cả những đại biểu chuyên trách như là Thường trực Hội đồng Nhân dân, như là các đồng chí là các ban chuyên trách Hội đồng Nhân dân, khi trình cái gì ra trước Hội đồng Nhân dân thì đó là trách nhiệm của các đồng chí là đại biểu chuyên trách chứ không phải là trách nhiệm của đại biểu. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như này, Ủy ban Nhân dân có trình một cái gì ra đó tôi không đồng ý, cho dù thường vụ tỉnh ủy có đồng ý cái gì đó tôi không đồng ý, nhưng nếu tất cả các ban Hội đồng Nhân dân khi trình báo cáo thẩm tra mà toàn bộ đại biểu đều bác cái tờ trình đó có thể hỏi chủ tịch. Và nếu muốn làm được điều đó thì không còn cách nào khác hơn hết, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các đồng chí đại biểu chính sách và tất cả các ban Hội đồng Nhân dân phải nâng cao trách nhiệm của mình, nâng cao khả năng của mình để chúng ta làm tốt một nhiệm vụ mà. Dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 6 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, huyện, thị, thành phố cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ.
Thưa quý vị, nằm trong chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 sẽ diễn ra từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. Vừa qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận tại các tổ để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tại các tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận và cho ý kiến xung quanh các vấn đề, báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực Hoạt động Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhóm các tờ trình, đề án, dự thảo, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nội dung chất vấn tại kỳ họp các báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thu chi ngân sách, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Hướng xử lý và lộ trình thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương nêu ra trong các báo cáo giải trình. Ngoài ra, các đại biểu đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2019. Các đại biểu cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm những dự án chậm triển khai nhiều năm, có tác động lớn đến đời sống dân sinh. Đối với việc phát triển du lịch, các đại biểu đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra soát tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích nông dân làm nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, quan tâm phát triển quần thể kiến trúc Thích Ca Phật Đài tại thành phố Vũng Tàu để trở thành điểm du lịch tâm linh, có chiến lược phát triển giao thông kết nối với các tỉnh lân cận, phát triển hệ thống đường sắt, đường thủy trong tỉnh nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa, thu hút khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ nhất là cái chỉ tiêu GRDP của tỉnh 75 chúng tôi cũng rất là hoan nghênh thôi. Thế còn về cái số liệu ở trong cái báo cáo ấy, thì nó có mấy ba cái số liệu chúng tôi đề nghị cũng nghiên cứu để xem xét điều chỉnh có thể. Thứ nhất là cái tỷ lệ phủ xanh rừng, phủ xanh này, rừng che phủ này. Cái thứ hai là xử lý về cái chất thải y tế. Cái thứ ba là về cái số liệu mà giải quyết khiếu nại tố cáo. Thì nó tóm lại thì sáng nay thảo luận thì về cơ bản các đại biểu thống nhất về các cái báo cáo ủy ban nhân, các báo cáo thẩm tra, rồi các cái nghị quyết dự thảo trình tại kỳ họp. Liên quan đến khai thác khoáng sản, các đại biểu đề nghị xác định rõ nhu cầu, sản lượng tiêu thụ khoáng sản thực tế trên địa bàn tỉnh, từ đó thực hiện cấp phép khai thác phù hợp, tránh tình trạng khai thác tràn lan như hiện nay. Về lĩnh vực y tế, các đại biểu bày tỏ lo ngại trước việc một số bác sĩ giỏi tại các cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc vì thu nhập không bảo đảm. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành y tế có giải pháp hữu hiệu để nâng thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ, tăng cường thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng các cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay ở một số địa phương, nạn trộm cướp gia tăng, nạn tín dụng đen đang len lỏi về các vùng nông thôn. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành địa phương trong việc tuyên truyền sâu rộng để người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm của các tệ nạn này để phòng tránh. Ngoài ra, tại thành phố Vũng Tàu, tình trạng sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ homestay đã nảy sinh những vấn đề phức tạp như khách lưu trú tụ tập chơi ma túy, mở nhạc, gây xung đột giữa khách lưu trú với người dân và ban quản lý các chung cư. Do đó, Sở Du lịch cần đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động của loại hình dịch vụ homestay. Song song đó, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm như danh sách lấy phiếu tín nhiệm, quy trình thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm. Những nội dung được các đại biểu thảo luận và cho ý kiến sẽ được các tổ đại biểu tổng hợp và trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện thông báo số 121/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 3 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch khảo sát và làm việc về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Châu Đức. Vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Thành Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành địa phương có liên quan. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Châu Đức có trên 3.700 hộ gia đình và 17 trang trại chăn nuôi heo. Trong số đó, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xây dựng hệ thống xử lý chất thải bioga là 2.264 hộ. Số hộ chưa xây dựng bioga là 1.472 hộ. Còn đối với chăn nuôi gà vịt, tổng số trang trại thực tế đang hoạt động là 16 trang trại và 72 hộ chăn nuôi thuộc địa bàn 13 xã thị trấn. Phần lớn các hộ chăn nuôi theo hình thức tự phát, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Vị trí xây dựng chuồng phần lớn trong các khu dân cư làm phát sinh mùi hôi và gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng cơ sở chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện là 3.763 hộ và 43 trang trại nuôi heo, gà, vịt. Mặc dù trong năm 2018, huyện đã tổ chức 891 lượt kiểm tra theo định kỳ và đột xuất với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi trong và ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra, nguyên nhân là do các hộ chăn nuôi tự mở rộng trang trại, tăng số đàn nuôi lên, các hộ chăn nuôi tự phát xây dựng chuồng trại trong địa bàn khu dân cư nhưng làm ảnh hưởng đến môi trường sống. Tại buổi làm việc, các ngành chức năng, các địa phương đã chia sẻ nhiều giải pháp để làm sao hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế các hộ nuôi nhỏ lẻ trong địa bàn dân cư và những cơ sở chăn nuôi nằm ở thượng nguồn các hộ cấp nước bằng nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, tổ chức tập huấn mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường, đưa vào khu tập trung chăn nuôi nhỏ lẻ. Bây giờ trách nhiệm của chính quyền địa phương là phải theo dõi hàng ngày, thậm chí là phải cử thôn ấp để giám sát, để chi đó, để làm chi, để theo dõi cái này là anh có xây mà anh có thả đó anh đưa ra ngoài, mà quy mô bây giờ mình phải tính toán này, mình tính toán bây giờ. Mà cái này là cái phòng chuyên môn của huyện quản lý tính toán này, cái sở tham khảo với các sở. Hiện nay Sở Nông nghiệp định làm cái đề án di dời các cái cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, các cái trang trại mà nằm ngoài quy hoạch đưa vô trong quy hoạch. Mà hiện nay là vừa rồi Sở Nông nghiệp đã thông qua bên ban tỉnh là lần đầu, thì tiếp tục để thông qua là cố gắng để là trong quý 1 năm 2019 là xong. Cái dự kiến di dời là có khả năng năm 2019 và năm 2020. Cũng đề nghị là tất nhiên ủy ban huyện chỉ đạo cho các xã thị trấn cam kết hết tất cả các hộ dân không xả thải ra môi trường và không gây ô nhiễm. Cái này là cái nhất. Cái thứ hai nữa là tiến hành tiếp tục là xây dựng các hộ bioga còn lại. Chúng tôi thấy là chúng ta rất là khó khăn trong cái việc xử lý kiểm soát cái việc phát thải đối với tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thực tế là mà nói việc quản lý môi trường thì chúng ta có rất nhiều luật, chúng ta có rất nhiều nghị định, rất nhiều thông tư quy định của chúng ta rất chặt chẽ rõ ràng vấn đề này. Mà một cái đề án mang tính chất bài bản nhất để chúng ta có thể rà soát, xem xét, kiểm tra rồi kiểm soát toàn bộ tất cả những cái nguồn đi chất thải chúng ta chưa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đề xuất đồng chí bí thư tỉnh ủy và tôi sẽ có một văn bản đề nghị ban nhân phải ban hành một cái quy trình một cách chặt chẽ nhất xử lý việc toàn bộ tất cả các việc phân bón trong chăn nuôi ở toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai ngay lập tức quyết định 2506 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban ngành hành 2016 về quy chế của tất cả các hộ chăn nuôi, người ta gọi là hộ chăn nuôi gia đình Việt Cáp. Hộ nào đạt chuẩn là chăn nuôi Việt Cáp thì tôi mới cho phép được tồn tại ở trong hộ chăn nuôi gia đình, thì chúng ta cố gắng làm để tốt hơn. Trong thời gian tới, huyện cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trang trại, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây ô nhiễm và chậm khắc phục hậu quả, đồng thời ngưng cấp phép mới cho các dự án chăn nuôi và di dời các trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi. Thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay là những ý kiến đóng góp của cử tri trên địa bàn tỉnh gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Năm 1992 là ba anh em vua mua chung một mảnh đất ở thôn Phước Trung luôn. Nhưng mà hiện nay là hai anh em làm chỗ đảo rồi, còn riêng tôi là làm không được. Năm 92 mới bây giờ là 26 năm rồi. Khu đường Cách mạng tháng 8, cái đoạn từ cầu Thủ Lũ về tới ngay chỗ khu vực là Mũi Năm Lai á. Đoạn đường này là trong quy hoạch của tỉnh mình đó, là quy hoạch công viên cây xanh. Mà bà con hiện nay thì ở ổn định là trước từ năm trước giải phóng. Tuy nhiên là do cái vướng mắc về cái quy hoạch công viên xanh nên bà con khu phố xanh không xây dựng nhà kiên cố
để chủ yếu là tập trung cho quy hoạch. Nhưng là quy hoạch này là triển khai trước đây là cách đây là hai mấy năm mà không triển khai. Khi mà có khó khăn của bà con tổ 3 khu 6 này, thứ nhất á, về mua bán giao dịch là không giá trị. Cách thứ hai nữa là muốn xây dựng nhà ở cho kiên cố, nhà lại là cũng vướng lại quy hoạch. Nên nguyện vọng bà con cái chính là cũng ý kiến nguyện vọng là nếu mà triển khai quy hoạch thì triển khai sớm là bà con chấp hành và tái định cư để bà con xây dựng nơi ở cho nó ổn định. Thưa quý vị, đến đây chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình đại biểu dân cử với cử tri được phát sóng vào lúc 16 giờ 20 phút chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng trên sóng truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Kính mời quý vị đón xem.